Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Đây là clip mình làm để giới thiệu sản phẩm côn nhị khúc chuông kêu leng keng. Tại vì sao lại gọi là côn nhị khúc chuông kêu leng keng? Bởi vì là cái côn này là cái côn cực kỳ là ồn. Nó có tiếng kêu như chuông luôn, nhưng mà lại được rất nhiều các bạn trẻ thích thú sử dụng để luyện tập và biểu diễn. Đấy, nó thiên về biểu diễn, luyện tập và biểu diễn, bởi vì là trọng lượng cực kỳ nhẹ, trọng lượng của nó chỉ có 190g thôi, 190g, inox cực kỳ mỏng và thân côn là 28cm, là cái kích thước trung bình, đường kính là 2,2cm, dây xích dài 19cm và phía bên trong này là cái khuyên xoay linh hoạt. Nếu các bạn để ý thì có thể thấy là cái khuyên này đấy, nó được nối phần dây xích và tạo ra một cái kết nối rất là trơn tru, các bạn để ý nhé. Nó đây, thụt ra thụt vào, nhìn này đấy. Nếu mà ghép lại thì các bạn không thể biết đây là một đôi côn. Nếu các bạn kéo ra đấy, nó cực kỳ hay ở chỗ đấy. Và khi các bạn đánh thì cái phần đầu khuyên này sẽ hút gió ra phần đuôi côn như thế này, tạo ra cái tiếng rít gió rất nghe rất là hay. Và ở phía trong này, nó sẽ ở phía phần dưới khuyên này, nó sẽ được nối với một đoạn xích dài tầm này nữa, thì tạo sự leng keng ở phía trong, các bạn nghe nhé. Mình cho gần nhé. Cực kỳ vang, cực kỳ vang luôn. Đó, mạnh nhé. Đó, khi mà chúng ta luyện tập cũng như là biểu diễn thì nó sẽ kêu như thế này. Biểu diễn nó vô. Chia sẻ với các bạn, đây là loại côn được sử dụng nhiều nhất trong biểu diễn. Tất cả các côn thủ đều lựa chọn nó bởi vì trọng lượng nó cực kỳ nhẹ. Và để biểu diễn tốt một cái côn nhẹ như thế này thì không hề đơn giản. Nó thể hiện đẳng cấp của người chơi. Khi mà côn nhẹ đánh không bị bay côn mà các bạn vẫn làm chủ được nó, vẫn loan tốt, vẫn truyền côn tốt, vẫn tung hứng bắt côn tốt. Đấy, chính vì thế nên là các bạn nên sắm cho mình hai cái côn như thế này. Hai cái côn như thế này để các bạn tập hai tay. Tập hai tay để làm sao khi mà chúng ta biểu diễn ấy, thì chúng ta nên biểu diễn được cả hai tay thì nó cực kỳ đẹp. Và cái côn này múa hai tay thì nó lại cực kỳ là nhẹ, nó không gây mỏi mà các bạn có thể là biểu diễn trong một khoảng thời gian khá là lâu. Các bạn nghe cái tiếng chuông mà nó kêu ấy. Đó, kêu rất lâu. Đó, bốn nghệ thuật này. Đánh số 8, đánh số 8 tốc độ cao của cái côn 190g này thì tốc độ của nó cực kỳ kinh khủng, các bạn nghe nhé. Đó, các bạn quan tâm sản phẩm này xin vui lòng truy cập website cnk.vn hoặc gọi điện đến số 1900 0114 để được tư vấn về giá và về cách chọn côn. Côn nào phù hợp nhất với bạn thì các bạn hãy gọi điện 1900 0114 nhé. Ok.
Cảm ơn các bạn đã xem clip.